số khủng khiếp của iPod năm 2007. Số liệu từ cuộc khảo sát của Piper Jaffray cho biết, tai nghe AirPods của Apple trở thành món quà được mong chờ nhất mùa Giáng sinh năm nay. Cùng với này, Apple trở thành thương hiệu được yêu thích nhất của lứa tuổi thiếu niên. Năm ngoái, Meme AirPods for Christmas cũng đã trở thành trending. Năm nay, điều đó cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt là sự ra mắt của mẫu AirPods Pro. Apple có thể kê cao gối mà ngủ, khi thiết bị đeo và iPhone 11 của họ là những mặt hàng được các hãng bán lẻ tích trữ để phục vụ cho mùa mua sắm cuối năm. Nhà phân tích nổi tiếng Horace Dediu của Asimco nhận định, AirPods có thể phá vỡ doanh thu 4 tỷ đô la Mỹ trong quý nghỉ lễ. Các báo cáo cách đây không lâu cho biết, Apple đã tăng gấp đôi đơn đặt hàng AirPods với các nhà sản xuất và chuỗi cung ứng, từ 2 triệu lên 4 triệu đơn vị. Vì vậy, hoàn toàn có thể tin rằng táo khuyết đang hái ra tiền từ AirPods, thậm chí vượt qua doanh số kỷ lục mà iPod lập năm 2007. Thống kê này rất đáng kinh ngạc, vì iPod từng là thiết bị mang về nguồn thu chủ lực cho Apple, đến mức táo khuyết khi đó được mệnh danh là công ty iPod